Em chào chị. Rồi đó. Em chào chị có tường. Rồi đó. Ủa là sao? Hơi giống chút thôi chị. Đây là hai chị em sinh đôi. Dạ. Còn bên đây cũng giống nữa. Dạ đúng rồi. Ủa thì cũng anh em sinh đôi luôn hả? Dạ sinh đôi. Ủa vậy hả? Rồi ai anh hay em? Dạ đây anh. Em anh. Bên đây đây chị. Em chị. Em chị. Dạ. Em là anh. Dạ đúng rồi. Rồi sao có ai được bây giờ vậy nè. Giờ chéo luôn đi được không? Có được không? Rồi mình làm ở đây cặp, ở đây cặp luôn. Cái này tìm hiểu nó mới tới được. Ừ thì đó mình lên đây luôn. Anh. Hay em, hay chị, hay em. Em tên gì cơ? Dạ, em tên Phượng chị. Tên Phượng. Năm nay, à thôi khỏi đọc thoại, tuổi bằng tuổi quên nữa. Em tên gì cơ? Dạ, em tên Phượng. Trước tiên về nhà trai, nhà gái, hai họ bắt tay nhau làm quen cái này nè. Đó, quá trời ơi, thiệt sự luôn nha. Chương trình cũng hay ghê, kiếm được đâu mà tự nhiên một cặp sinh đôi rồi. Cái này em bất ngờ luôn. À. Tưởng là hai bên hợp nhau lên, nhưng cuối cùng có bằng nữa là sinh đôi, em bất ngờ luôn. À. Mà nhưng mà em còn độc thân chưa không? Dạ cũng độc thân. Còn có bạn gái chưa? Dạ chưa. Trời ơi em có bạn gái em chưa? Cũng độc thân. Trời ơi thiệt tình. Coi được số tới mình quay cặp này luôn nha. Bây giờ nè, cái chuẩn của hai anh em rồi chọn người á có giống nhau không? Dạ nói chung hai anh em thì sống nhau từ nhỏ giờ, nói chung tính cách với là đi chơi gì cũng tương đồng với nhau. Dạ thì nói chung bằng nữa thì nói chung cũng giống nhau vậy thôi, không có đòi hỏi sao gì. Rồi em với bà chị... em chắc cũng giống của anh em luôn vậy đó. Ủa vậy thì tỷ bữa nay mà hai bạn này bấm nút hẹn hò thì coi như là hai anh em cũng bấm luôn hẹn hò luôn được không? Không cái đó thì phải để coi sao chị. Tại giống y chang nhau mà nếu bên đây không thích là coi như không thích mà hai bạn này thích là có nghĩa hai bạn này cũng thích. Thường thường sinh đôi là người ta có tâm linh tương thông đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bên này bị bệnh em có bệnh không? Cũng sắp bệnh luôn á chị. Không dạ. Giống như đây đau bụng đây cũng hơi chột dạ đúng không? Dạ đúng rồi đó, đúng không? Ôi, nhiều khi bạn trai em quên gì anh trai em nhiều khi anh trai em có cái chuyện gì đó trong người nó không vui nó khóc em cũng buồn vậy đúng rồi cũng có linh tính nhau đó đúng rồi có linh tính thì cho nên bởi vì chị nói bữa nay nếu cặp này không hẹn hò là cặp này rất quớt mà cặp này bấm nút hẹn hò là cặp này vẫn có cơ hội. Vẫn có cơ hội đúng không? Dạ. Rồi. Thôi bây giờ quay lại cặp chính này nè. Dù sao bên đây là giờ mình thôi mình phải theo họ nhà trai cho nó dễ nè. Đây anh thì giờ là buộc lòng bây giờ mình là dạ. Anh nha. Giờ mình phải theo họ nhà trai. Dạ, đúng rồi chị. Rồi. Thế bên này là hai bạn nhìn thấy hai anh chị của mình hẹn hò với nhau nãy giờ tâm sự với nhau thì em có nhận xét gì về hai anh chị ngày hôm nay? Dạ. Thì em thấy anh này cũng hiền, tính tình chắc cũng ok. Em nghĩ là đã đến chương trình thì cũng nên cho nhau cơ hội. Dạ. Còn về chị của mình thì em thấy là chết cha em của mình hả? Muốn nói chị hay nói em? Nói em dạ. Em có tật xấu gì không? Có cái gì đặc biệt hả? Thì cũng bình thường à chị, tại vì tính cũng giống nhau đó chị, cho nên là thấy bình thường. Nói em xấu là nó cũng xấu á chị. À, không gì không dám nhận xét về bản thân. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ nay nói một câu với đứa em trước khi nó đưa ra quyết định nè, nói một câu một cho em đi. Nghĩ là cũng nên bấm nút đi để cho nhau cơ hội. Bấm đi cho tao cơ hội. Đúng rồi. Rồi em hôm nay nhận xét hai anh chị mình. Ủa đúng rồi hai anh chị như thế nào? Dạ thì em ở ngồi dưới ghế thì em thấy chị nữ bên này thì nhìn chị gái với lại cách ngoại giao thì tốt, bắt chuyện tốt với lại nói chung cũng vui vẻ trong hòa đồng mọi người. Thì em nghĩ là nếu mà anh chị mà cảm thấy mà hợp nhau thì có thể bấm nút cho nhau cơ hội. Nói một câu với anh mình đi. Chị nếu mà cảm thấy mà chị gái mà có gọi là cùng nhịp tiếng mình đó thì mình có thể mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu xong. Nếu mà được thì có thể tiến tới nhau cũng được. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nhé. Ủa nay mặt nạ ngủ vậy. Chào hai bạn, bây giờ mình giới thiệu thông tin về mình trước đi ạ. Dạ, em chào chương trình, chào chị Tường cũng như bạn gái kia. Em là Lê Hùng, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em làm công việc tại Tân Bình và sinh sống bên Hóc Môn chị. Em đang làm công việc gì? Hiện tại em làm bên nhân viên văn phòng bên công ty tài chính. À, mình làm công việc này lâu chưa? Dạ, em mới chuyển sang chị. Quê mình là ở đâu? Dạ, quê em ở Hà Tĩnh nhưng mà em đẻ trong Bình Phước ạ. Quê Hà Tĩnh. Vậy bây giờ còn ai ngoài Hà Tĩnh không? Dạ còn họ hàng em. À rồi gia đình là dạ, vào ba mẹ vào đây hết rồi. Dạ dạ. Rồi thế còn em? Dạ xin chào chương trình, chào chị Cát Tường và chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 93, hiện sinh sống và làm việc tại huyện Bình Chánh, nghề nghiệp tại giáo viên mầm non. Em là sinh năm nhiêu? Dạ em 92. 92 là 93 được ha, vừa vặn. Thứ bảy chủ nhật là mình nghỉ đúng không em? Dạ đúng rồi. Mình đang ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ với lại một chị gái và một em gái. À rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em biết đá banh, nấu ăn ngon, hát cũng được. Với lại em đi phượt. Đá banh, nấu ăn ngon. Dạ được nấu ăn ngon được những món gì? Dạ nói chung món lẩu, món chiên nướng em nấu được hết. Wow, vậy nữa rồi thích đi phượt đi được những đâu rồi? Dạ em đi Vũng Tàu, nói chung gần trong xung quanh. Đi đông giúp bạn? Dạ đúng, em đi nguyên trong đồng nghiệp trong công ty. Mỗi lần đi vậy là mình chở ai? Dạ em chở bạn của em. Đổi tài với nhau. Dạ dạ đúng rồi. Em có thích đi phượt không? Dạ cũng thích chị. Hai người trao đổi coi mình rủ nhau sắp tới mình làm chuyến đi phượt ở đâu coi. Ồ bạn hiện tại ở đâu đó? Em chứ người ta nhờ bạn cái gì đó. Hiện tại em đang đâu đó? Dạ em ở huyện Bình Chánh anh. À Bình Chánh cũng hơi xa. Em ở đâu? Em bên Hóc Môn. Môn ở Bình Chánh thì đâu xa, trong thành phố mà người ta trời ơi qua tỉnh khác người ta còn chưa thấy gì nữa. Dạ.
thì nó cũng không sao ấy. Tiếp đủ đi vụ đi phượt. À, không biết hiện tại là bạn em à, em hiện tại là không biết là hiện tại làm việc à, từ thứ mấy đến thứ mấy ta có bạn tỉnh. Dạ em... hiện tại thì em làm việc từ thứ hai tới thứ sáu. Nhưng mà hiện tại thì thứ bảy chủ nhật em cũng có đi học. À, thứ bảy chủ nhật đi học hả? Dạ. Nhưng mà buổi tối có rảnh không em? Dạ buổi tối thì rảnh anh. À vậy. Ừ, khi nào mà tối rảnh thì anh có thể qua chở em đi chơi cũng được ha. Đi ăn uống cà phê. Nếu anh không ngại xa thì vẫn được. Không sao hết. Trời, nói chung tình yêu cỡ nào đi được hết. 30 phút rồi xa sâu cái gì cũng biết nữa. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Dạ điểm mạnh của em thì trong công việc thì em rất là năng nổ. Trong cuộc sống thì em biết nữ công gia chánh chắc cũng tạm ổn. Hai người ổn nha. Vui vẻ. Có cái điểm yếu là giống như não cá vàng á chị, hay quên. Với lại nhiều lúc em cũng hay nổi nóng, với lại kỹ tính quá, người ta nói mình khó khăn đó chị. Dạ. Mấy tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em quen hai bạn. Bạn thứ nhất thì quen gần năm, bạn thứ hai thì quen mấy tháng chị. Bạn thứ nhất quen năm đó là sao chia tay? Dạ, do bạn hơn em 4 năm tuổi. Với lại gia đình bạn nó không chấp nhận. Lý do tại sao gia đình bạn nó không chấp nhận? Chấp nhận dạ, chuyện gì? Thứ nhất là do em trước đó em đang sinh viên, em đang học chưa có nghề nghiệp ổn định. Thứ hai là em bằng nhà bên kia sợ bạn nữ lớn tuổi hơn em, thì sau này sợ bạn nữ già hơn em á. Ừ. Nhưng mà em có nghĩ như vậy không? Lúc quen em đã biết người ta lớn hơn em rồi, em vẫn quen. À, lúc đầu em quen em tưởng hơn có 1-2 tuổi, nhưng sau mới biết là hơn em 4-5 tuổi. Và bản thân em cũng thấy là nó không ổn. Dạ em thấy bình thường, em cũng chấp nhận thôi, nhưng mà bạn nữ, gia đình bạn nữ không chấp nhận. À. Em không chia tay nhưng mà bên bạn nữ thì người ta đòi chia tay. Rồi xong luôn. Dạ. Rồi mối tình thứ hai sao chia tay? À, thì trước em quen bạn mấy tháng nhưng mà sau đó em chuyển xuống đây em đi học, với lại em làm dưới này. Xong rồi xa quá thì không có quen nữa. Trời, xa mặt cách lòng. Dạ đúng. Cái gia đình ngăn cản, cái xa mặt cách lòng, không biết cái này sao đây. Bây giờ lớn rồi. Giờ bao nhiêu? Giờ sinh 92 giờ 28 tuổi. 28 tuổi. Em nghĩ là bao lâu nữa thì em lập gia đình? Dạ em tầm 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ chuẩn bị hết. Rồi. Nếu như vậy thì lần này cố gắng, nếu muốn lập gia đình rồi thì có khó khăn gì cũng cố gắng hai bạn. Mình chủ yếu là cái tình cảm mình nó vừa đủ, nó chín mùi, nó đủ lớn thì mình sẽ cùng vượt qua. Đừng bỏ cuộc nữa nha. Khoảng cách địa lý hay là cha mẹ ngăn cấm gì, nếu mình yêu mình sẽ được vượt qua hết. Đồng ý không? Dạ. Thế em tình trường sao? Dạ em nếu tính tình trường chính thức á, thì có một mối tình thời sinh viên chị. Lúc đó em đang học cao đẳng mà bạn đó muốn tiến tới hôn nhân, nhưng mà em không muốn tập gia đình sớm nên chia tay. Rồi vậy thôi. Dạ. Còn mối tình nào nữa? Mấy bạn chỉ làm quen thôi chị, chứ không có tính là mối tình. Chỉ tìm hiểu thôi, nhưng mà chắc là do duyên chưa tới. Vậy là cũng chưa có gọi là... quen chính thức bạn nào. Chính thức bạn nào. Trời ơi, bao nhiêu đó, 28 tuổi, 27 tuổi rồi phải không? Dạ. Rồi ở nhà gia đình có ý kiến gì không? Có hối thúc gì? Dạ có chị, tại vì em cũng chơi chung với hội bạn thân toàn là nữ không, mà các bạn cũng toàn độc thân. Mẹ hỏi chứ, ủa có thích con trai hay là thích con gái? Mẹ đi đồn khắp lớn luôn. Cuối cùng là thích con trai hay thích con gái? Dạ thích con trai chị. Thích con trai? Dạ em con gái thẳng. Chắc không? Dạ chắc chị. Có bao giờ em sao xuyến nhớ một cô bạn gái nào chưa? Dạ không chị. Có không? Không. Ơi, thấy con trai là có rung động không? Nếu thấy đúng gu mình. Trai đẹp là em sẽ rung động chị. Trai đẹp là em sẽ rung động chị. Trời ơi, cũng làm tôi hoang mang nha. Áo dài thước tha lắm nha. Được phải không? Dạ được. Rồi, chị. Bên này em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao hơn em trên 1m6, có nghề nghiệp ổn định. Về tính tình thì phải thật thà. Trong công việc thì phải cần cù, với lại có chí cầu tiến, cũng biết kính trên nhường dưới chị. Thì thấy bên đây là cũng hợp lý đó. Em cao nhiêu? Dạ 1m7. 1m7, tướng tá ngon lành, sáng sủa, công việc ổn định. Được. Thế còn em? Dạ em thì thích bằng nữ tầm 1m55 trở lên. Được. Dạ ngoại hình dễ thương, da trắng tí. Được. Nói chung là vậy được chị. Vậy được thôi. Tóc tai, mặt mày, quần áo, trang phục. Nói chung là tùy bằng nữ. Còn nữ thì theo gu sao thì chấp nhận. Hiện đại chút được không? Dạ được. Dễ tính ha, chỉ cần là cao ráo ha, trắng trẻo xíu là ok đúng không? Dạ. Thì có hình không em? Có hình không? Có hình không? Đâu, đưa chị coi. Dạ, có tấm nhỏ xíu. Trời ơi, bốn cô gái nhỏ xíu. Kiếm đi em. Ba chàng trai ấy, em chọn chàng trai nào? Thật ra ba chàng trai chứ tôi thấy focus lại có hai chàng à. Anh đó.
anh đó. Đâu, anh nào. Tại sao chọn anh đó? Em nghĩ anh bên đây thì đứng kế bạn nữ hơn. Chắc là bạn của bạn này. Còn trong hai anh này thì anh này cao hơn. Cũng hay. Em chắc bạn này. Tại sao chọn bạn đó? Thì em nghe cái khuôn mặt với cái giọng. Nghe cái giọng với cái tiếng mà đoán được luôn ha. Nhưng mà cô này cái đuôi tấm hình này ai mà chọn trúng cổ mới lạ. Gian lận thiệt tình luôn. Rồi, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để chúng ta xem sự lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay có đúng hay không quý vị nha. Xin mời hai bạn. Sao, em gái thấy mình đúng không? Dạ hình như đúng. Đúng rồi, còn em trai sao? Em cũng biết hình như đúng hay sao. Đúng rồi mà đúng. Cổ là cái cô xuống làm sao này phải không? Em là chút yếu sau này nè phải không? Dạ đúng rồi. Ngoài tay chị. Dạ. Cô trăng sau lưng này chứ gì? Chỉ sao đưa tấm hình bốn cô mà cổ ngồi tuốt ở đằng sau mặt nhỏ xíu bắt người ta tìm. Trời ơi, ác nhơn ghê vậy đó. Dạ. Trước tiên có món quà tặng cho bạn em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Cảm ơn em. Rồi. Tại sao mới gặp nhau mà đã tặng người ta trái tim rồi? Có ý nghĩa gì? Tại vì tình yêu nó quan trọng với tim trước. Dạ, chân thành trước. Mới gặp là tặng trái tim trước liền. Dạ. Em cảm nhận sao về món quà của anh? Dạ em thích lắm chị, đó giờ chưa ai tặng gấu bông chị. Tại em men quá phải không? Tại em như gái không? Chắc vậy quá chị. Để tính rõ ràng nha. Dạ. Do tại sao tặng cái cây này cho bạn trai? Dạ em thì thích nấu ăn. Cái cây này có nhiều tác dụng lắm chị. Làm thịt nướng được chị. Cây giúp... gì vậy? Dạ cây hương thảo. Đấy hả, chị không biết luôn. Dạ. Giúp dễ ngủ, thư giãn đó chị. Dạ. Rồi chăm sóc cái cây cho tốt nha. Bây giờ chị Tường cho hai bạn không gian riêng trò chuyện với nhau ha. Tới giờ ăn trưa rồi, reng reng cho đồ ăn lên. Tường xin mời hai bạn thưởng thức món đuôi bò hầm táo đỏ của nhà hàng Vị Ngon. Nhìn là hấp dẫn quá rồi, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Chúc hai bạn ngon miệng, nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút thì chị Tường sẽ quay lại, mời hai bạn. Dạ, dạ mời anh Dùng. Dạ, bạn. Mời em. Dạ, mẫu bạn gái của anh có ít như hồi nãy nói thôi đó hả? Còn cái gì nữa không? Không, nói chung là quan trọng cái tiếng tán trước rồi được. Dạ. Trong công việc anh có tiếp xúc nhiều người không? Công việc của anh là tiếp xúc cũng nhiều người. Nhiều khách hàng á, với nhân viên cũng nhiều. Là em làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy, chủ nhật là học liên thông lên sao? Dạ em học bên chính trị, bên những cái chuyên môn á. Bên chuyên môn á. Dạ đúng rồi. Còn anh làm việc giờ nào vậy anh? Anh làm việc là giờ cũng giờ hành chính luôn, nhưng mà làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy, còn chiều thứ bảy với chủ nhật nghỉ. Hồi nãy anh nói anh làm việc là ở trong cái chỗ làm này. Anh làm bên tài chính Sinh Hang á. Cơ quán anh ở đâu vậy? Quê của anh ở Hà Tĩnh, nhưng mà anh đẻ từ trong Bình Phước. Hồi trước cũng làm công việc trên Bình Phước á, nhưng mà sau đó ông bà kêu xuống đây học thêm tiếng Anh để đi làm. Cái anh học xong rồi sau đó chuyển sang. Vậy là anh giỏi tiếng Anh hả? Tiếng Anh cũng cơ bản. Em rất là dở môn đó. Dạ. Anh muốn vậy thôi. Dạ. Em có hay đi du lịch hay đi đâu không? Dạ em thích đi du lịch lắm anh. Nhưng mà cũng lúc nào rảnh á thì rủ bạn bè có đi cùng á thì đi. Hoặc là đi cùng với trường. Dạ đúng rồi anh. Anh hay đi du lịch ở đâu? Anh thường trước là đi Mũi Né, Vũng Tàu, Phan Thiết rồi cũng đi. Ba chị em có hay đi du lịch hay gì không? Dạ ba chị em thì lúc nào gia đình đi thì mới đi chung. Còn đa số thì em với chị em thì đi với bạn, hoặc là em đi với cơ quan. Dạ. Anh thích những điểm du lịch nào? Nói chung chỗ nào có biển đi. Thích biển. Đúng rồi. Nhưng mà đi chủ đi phượt nhiều. Em cũng thích đi phượt lắm mà chưa đi. Giờ đa số là gọi là giống như đi theo tour, hoặc là đi với bạn mình thì cũng dạng dạng như vậy. Trên một bạn trai trước đó là chia tay lâu chưa? Dạ năm 2 cao đẳng tới đây cũng lâu rồi anh. Lâu rồi. Mà sao chưa đi tìm hiểu nó? Dạ cũng có nhiều người giới thiệu, cũng quen nhiều sơ sơ. Tại vì em thì cái tiếp người của em giống như là cũng là dạng truyền thống. Cho nên kỹ tính hơn. Dạ đúng rồi. Quen, nếu mà em xác nhận tình cảm của em tiến tới được lâu dài hoặc xa hơn á thì em mới gọi đó là mối quan hệ chính thức. Nhưng mà em thường ví dụ quen một mối tình mới là tầm bao nhiêu lâu rồi sẽ kết hôn?
À, chắc khoảng 1 năm tìm hiểu kỹ. Dạ. Anh cũng vậy, tầm 6 tháng 1 năm. Dạ. Tại vì mẹ cũng nói nay cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi, anh cũng vậy, bố mẹ kêu quá trời luôn, kêu vậy cưới trong năm nay. Dạ, mẹ em cũng sợ em thích nữ chứ không thích nam. Dạ. Mẹ em cũng hối thúc đó nha. Tại do em kỹ tính hơn. À, dạ, tính tình của anh giới thiệu một chút về tính tình của mình. À, anh kiểu hòa đồng, vui vẻ. Nói chung là bạn anh nhiều. Tại vì tính cách anh chơi vui vẻ thôi. Là bạn bè cứ rủ đi chơi suốt. Nói chung bạn bè cũng nhiều. Vậy cũng giống em, bạn cũng nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà anh nữ với nam chơi hết luôn. Còn nghe em nói là chơi nữ nhiều không? Nam. Dạ không? Đúng rồi, nam hạn chế lắm anh. Tại vì trong công việc anh đa số là nữ không à. Dạ. Việc học hoặc là bây giờ đi làm cũng là toàn tiếp xúc với nữ không. Dạ. Đúng rồi, nên cũng khó quen được. Dạ. Tối không có đi đâu hết đúng không? Tại vì đi làm về cũng trễ lắm anh. Dạ. Hiện tại là anh sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn phải không anh? Đúng rồi, hiện tại anh đang sống ở trọ ở thành phố ngay Hóc Môn á. Còn làm việc ở bên Tân Bình. Anh ở trọ một mình hay là ở với em trai? Hiện tại là em trai. Em trai của anh lớn chưa? Bằng tuổi, sinh đôi luôn. Cũng sinh đôi luôn. Ủa, em là nhà có mấy anh chị em? Dạ, em còn một chị gái sinh đôi với lại một em đang học vào lớp 11. Là ba chị em luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Em có người sinh đôi thấy bất ngờ luôn. Dạ, anh với lại em của anh có dễ phân biệt không? Nói chung là cũng có dễ phân biệt. Thường người ngoài nhìn vô là biết liền. Anh thường mập hơn, còn em của anh ốm hơn. Vậy chắc cũng giống hai chị em của em. Nhưng mà hai chị em có giống em thì em thấy không giống. Người quen thì nhiều người nhìn vào không thấy giống đâu anh, nhưng mà nhiều người nhìn vào nó giống y chang. Giống y chang. Hello, chị Tường đã quay trở lại. Sao, cứ bò ngon không? Dạ ngon vậy. Ôi, tôi ra ngoài tôi chưa kịp ăn nữa thiệt chứ. Thiệt tình luôn. Nè, ra ngoài mới thấy hôm nay mình đi có gia đình đi theo ủng hộ đúng không? Dạ đúng. Dạ, mời gia đình hai nhà trai gái vào đây. Xin mời các bạn. Dạ, em chào chị. Trời đất. Em chào chị có Tường. Trời đất. Ủa là sao? Hơi giống chút thôi chị. Đây là hai chị em sinh đôi. Dạ. Còn bên đây cũng giống nữa. Dạ đúng rồi. Ủa thì cũng anh em sinh đôi luôn hả? Dạ sinh đôi. Ủa vậy hả? Rồi ai anh ai em? Dạ đây anh. Em anh. Bên đây ai? Đây chị. Em chị. Em chị. Dạ. Em là anh. Dạ đúng rồi. Sao nó ăn người quá vậy? Bây giờ vậy nè, mình chơi chéo luôn đi được không? Có được không? Rồi mình làm ở đây một cặp, ở đây một cặp luôn. Không, cái này tìm hiểu nó mới tới được. Ừ thì đó, mình lên đây luôn. Anh. Đây em. Đây chị. Đây em. Em tên gì cơ? Dạ em tên Phượng chị. Tên Phượng. Năm nay à thôi khỏi 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 tuổi bằng tuổi bằng quên nữa. Em tên gì cơ? Dạ em tên Phượng. Trước tiên giờ nhà trai nhà gái hai họ bắt tay nhau làm quen cái này nè. Đó, quá trời ơi, thiệt sự luôn nha. Chương trình cũng hay ghê. Kiếm được đâu mà tự nhiên một cặp sinh đôi rồi. Cái này em cũng bất ngờ luôn. À. Tưởng là hai bên hợp nhau lên cái cuối cùng có bằng nữa là sinh đôi nên em bất ngờ luôn. Nhưng mà em còn độc thân chưa không? Dạ cũng độc thân. Còn có bạn gái chưa? Dạ chưa luôn. Trời ơi, em có bạn gái chưa? Em cũng độc thân. Trời ơi, thiệt tình. Coi được số tới mình quay cặp này luôn nha. Bây giờ nè, cái chuẩn của hai anh em rồi chọn người có giống nhau không? Dạ nói chung hai anh em thì sống nhau từ nhỏ giờ. Nói chung tính cách với là đi chơi hay gì cũng tương đồng như nhau. Dạ thì nói chung bằng nữa thì nói chung cũng giống nhau vậy thôi. Không có đòi hỏi cao hay gì. Rồi em với bà chị... Em chắc cũng giống của em luôn vậy đó. Ủa vậy thí tỷ như bữa nay mà hai bạn này bấm nút hẹn hò thì coi như là hai anh em cũng bấm luôn hẹn hò luôn được không? Không, cái đó thì phải để coi sao chị. Tại giống y chang nhau mà nếu bên đây không thích là coi như không thích. Mà hai bạn này thích là có nghĩa hai bạn này cũng thích. Thường thường thì sinh đôi là người ta có tâm linh tương thông đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bên này bị bệnh em có bệnh không? Cũng sắp có bệnh luôn đó chị. Không, dạ. Giống như đây đau bụng đây cũng hơi chột dạ đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, đúng không? Có không, nhiều khi bạn trai em quên gì anh trai em nhiều khi anh trai em có cái chuyện gì đó trong người nó không vui nó khóc em cũng buồn vậy. Đúng rồi, cũng có linh tính nhau đó. Đúng rồi, có linh tính thì cho nên bởi vì chị mới nói bữa nay nếu cặp này không hẹn hò là cặp này rất quớt, mà cặp này bấm nút hẹn hò là cặp này vẫn có cơ hội. Vẫn có cơ hội đúng không? Dạ rồi. Thôi bây giờ quay lại cặp chính này nè. Dù sao bên đây là giờ mình thôi, mình phải theo họ nhà trai cho nó dễ nè. Đây anh thì giờ là buộc lòng là giờ mình là lập dạ, nha. Giờ mình phải theo họ nhà trai dạ, đúng rồi chị. Rồi thế bên này là hai bạn nhìn thấy hai anh chị của mình hẹn hò với nhau nãy giờ tâm sự với nhau thì em có nhận xét gì về hai anh chị ngày hôm nay? Dạ tại em thấy anh này cũng hiền. Tính tình chắc cũng ok. Em nghĩ là đã đến dành thì cũng nên cho nhau cơ hội. Dạ còn về chị của mình thì em thấy là
chết cha em của mình hả? Ủa nó chị hay nó em? Nó em. Dạ. Rồi em có tật xấu gì không? Có cái gì đặc biệt hả? Thì cũng bình thường à chị, tại vì tính cũng giống giống nhau đó chị, cho nên là thấy bình thường. Nói em xấu là nó cũng xấu á chị. À cho nên đâu dám nhận, không dám nhận xét về bản thân. Dạ mà. Đúng rồi. Thôi bây giờ anh đang nói một câu với đứa em trước khi nó đưa ra quyết định nè, nói một câu một với em đi. Nghĩ là cũng nên bấm nút đi để cho nhau cơ hội. Bấm đi cho tao cơ hội với. Đúng rồi. Rồi em hôm nay nhận xét hai anh chị mình. Ủa đúng rồi, hai anh chị như thế nào? Dạ thì em ở ngồi dưới ghế thì em thấy chị nữ bên này á, thì nhìn xinh gái với lại cách ngoại giao thì tốt, bắt chuyện tốt với lại nói chung cũng vui vẻ trong trong hòa đồng mọi người á. Thì em nghĩ là nếu mà anh chị mà cảm thấy mà hợp nhau á thì có thể bấm nút cho nhau cơ hội. Nói một câu với anh mình đi. Chị trai, nếu mà cảm thấy mà chị gái mà có gọi là cùng nhịp tiếng mình á thì có thể mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu, nếu mà được thì có thể tiến tới hôn nhân cũng được. Rồi cảm ơn hai em rất nhiều. Chúng ta về vị trí để chờ xem hôm nay chúng ta có cơ hội gì với nhau không nha. Trời ơi, chắc tôi mai mối cái câu chuyện bốn người này tôi cũng bị loạn não luôn đó quý vị ạ. Đâu mà lạ lùng, cặp sinh đôi gặp một cặp sinh đôi. Nhưng mà phải chi nó thuận đi, anh với chị, em với em này, anh thì với em, em thì với chị. Thôi mệt nha. Không sao, rất là vui. Đó là ý kiến người thân. À, bây giờ mình bóc vài lá thăm ha, vài lá bài có những cái nội dung chương trình yêu cầu mình thực hiện cho nó vui. Đọc lớn lên chị nghe coi. Yeah. Hai người đang quen nhau và một ngày hai bạn có xích mích. Lướt Facebook bạn thấy bạn gái mình đăng hình của cô ấy với người cũ lên, bạn sẽ làm gì? Đang yêu nhau, còn giận nhau. Lướt Facebook thấy bạn gái đăng hình với người yêu cũ, em sẽ làm gì? Dạ. Yeah. Nhiều khi người ta xem lại lướt về kỷ niệm cũ á, người ta xem lại thôi, em thấy cũng không có nhất thiết. À, chứ không có ghen lồng lộn gì hết. Dạ đúng rồi. Lúc đó mình phân tích có nghĩa là em vẫn tin tưởng người em yêu. Dạ đúng rồi, nhiều khi nói chung là nhiều khi lỡ bạn đó là bạn thân á, nhiều khi thân nhau giờ quen lại vẫn là bạn thôi, chứ không phải là yêu. Với lại cũng có thể nhiều khi chọc tức mình nữa. Dạ đúng. Nhiều khi đang giận, đang xích mích mà. Dạ. Rồi cô bực bội, cô chọc tức mình thôi. Dạ đúng. Cô vẫn yêu thương mình đúng không? Dạ. Một người đàn ông có những cái nhìn rất là lương thiện. Còn em, học lớn lên coi nè. Bạn trai hãy chọn một trong ba hành động sau đây để làm cho bạn gái: thơm lên má, cõng bạn gái ba vòng, ôm bạn gái lãng mạn. Qua hội ý đi, rồi mình lựa chọn một trong ba cái đó, hai bạn đồng thuận rồi chúng ta thực hiện. Bước qua bên đây, đi hướng trong luôn. Vô nghiên cứu kỹ đề bài đi rồi bàn luận. À, cái này giờ. Đứng lên em gái, hai bạn cùng làm với nhau mà phải bàn với nhau chứ. Đứng lên coi mình xứng đôi không nè. Trời ơi, chiều cao hợp lý nha. Bàn lớn lớn tôi nghe với coi. Cái này chắc em nghĩ là xin phép ôm bạn gái lãng mạn. Ôm bạn gái lãng mạn mà phải lãng mạn nha. Rồi, đưa cái lá bài này cho tôi. Titanic là lãng mạn vậy đấy chị. Tôi không biết, ôm nhau 30 giây lãng mạn. Hình như lãng mạn phải có tựa đầu với nhau. Trời ơi đẹp quá, ở dưới mấy hai em chụp tấm hình cho anh chị coi hai đứa. Trời ơi, gục đầu vô nhau đi hai em. Đó, lãng mạn chưa kìa. Có hình chưa? Có hình chưa? Rồi, tuyệt vời, cảm ơn hai bạn về vị trí. Đó là gì? Đó là chương trình muốn tạo cơ hội cho mình thôi. Nãy giờ mình trò chuyện rồi, nhưng mình có một chút xíu va chạm để coi có rung động hay không. Tại vì sao? Trước khi chúng tôi đưa ra cái quyết định bấm nút, chúng ta không đùa giỡn. Vì đây là cái quyết định rất là quan trọng trước sự chứng kiến của người thân, gia đình, bạn bè và tất cả khán giả khắp mọi miền đất nước. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để một quan hệ nghiêm túc có thể tiến tới hôn nhân. Không cảm thấy rung động, chúng ta không cần bấm nút. Mà hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý nhẹ nhàng lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Vui quá, mời em qua đây. Mời em qua đây. Mời cặp đôi này qua đây giùm chị. Hai bạn qua đây. Trời ơi. Mời bạn thân em lên. Hay quá. Vên, hai cặp đôi. Rồi đây là ai đây? Dạ bạn thân em, đồng nghiệp. Đồng nghiệp hả? Hai cặp đôi vô đây. Đây, đứng đây giùm cho chị. Đứng đây giùm cho chị nha. Dưới sự chứng kiến, bạn đồng nghiệp qua đây đứng với tôi cho nó màu đen một cặp luôn, là ba cặp. Rồi, ba cặp nha. Đó,
Kính thưa quý vị, dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ, bạn bè gần xa, hôm nay bà Mai của tôi đã mai mối được tới hai cặp đôi lận quý vị. Nhưng cặp đôi chính, hãy thực hiện thủ tục của mình, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cặp đôi này chừng nào mới bấm nút, chừng nào hôn nhau? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hy vọng rằng sắp tới hai em sẽ ngồi vào chiếc ghế của anh chị để được trò chuyện, ăn trưa và tìm hiểu nhau nhé. Ngày hôm nay vui đúng không em? Quá vui luôn. Chào Thuận Huy, mình đang ở tại Hòa Thành, Tây Ninh. Công việc của mình hiện công việc chính hiện giờ là mình có một quán ăn nhỏ mở tại tại nhà. Mình sinh năm bao nhiêu hả anh Huy? Mình sinh năm 1982. Rồi, kinh doanh quán ăn tại nhà đúng không ạ? Rồi, anh Huy đã từng kết hôn lần nào chưa? Chưa. Chưa từng lập gia đình luôn. Sao vậy, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, sao mà mình độc thân lâu vậy? Sao anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chưa có. Trời ơi, thì chưa có mối tình nào luôn hả? Sinh năm 82 mà chưa có mối tình nào luôn. Từng thích ai chưa hả anh ha? Cũng có nhưng mà sao chăng mà như mà sao? Họ có người yêu hết rồi hả? Anh nghe em nói rõ không? À nghe. Nhưng mà chưa từng có từng thích rồi, nhưng mà sao anh không tỏ tình hay là như thế nào? Chị qua rồi. Rồi bây giờ anh thích mỗi người như thế nào ạ? Mình thì bình thường thôi, không có gì. Bình thường là như thế nào, về ngoại hình, tính cách, tuổi tác như thế nào anh? Ngoại hình thì nhìn cũng được, còn tuổi tác thì nhỏ hơn mình một chút cũng được. Nói ra 1-2 tuổi được không? Được. Anh đang sống ở Tây Ninh là sống với ai? Sống với ba má, với mẹ. Sống cùng ba má. Và bạn gái, ví dụ như chẳng hạn như là bạn gái không may từng đổ vỡ thì anh có chấp nhận không? Cái đó phải xem lại. Chứ nói thì nếu mà nói qua người khác thì anh không dám trả lời. Là sao ạ? Bây giờ anh có ok hay không ok thôi ạ? Không. Dạ, thế thôi, anh chỉ cần nói về thôi, còn nếu mà anh còn xem lại em đâu có biết anh xem gì đâu. Dạ. Về ngoại hình của bạn gái thì sao ạ? Ngoại hình thì mình cũng được thôi. Anh cao mét bao nhiêu? Anh hả? Cao mét 67. Mét 67 hả? Bạn gái cao mét bao nhiêu thì được? Cỡ mình tương xứng với mình là được rồi em. Không cần phải cao. Rồi anh có yêu cầu gì đặc biệt ở bạn gái nữa không? Rồi anh có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Anh cần người để cùng nhau chuyện của mình và cùng nhau sẵn để có được đẹp xung quanh thôi, còn không thêm thôi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh là gì ạ? Anh hả? Anh không biết. Rồi, cảm ơn anh nha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì nếu có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh để mời anh cái lịch ghi hình. Thì lịch ghi hình gần nhất của mình á, là ngày 31 tháng 8 tới đây. Nếu như có người phù hợp, có hồ sơ phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh nha. Rồi, em cảm ơn anh. Okay. Rồi. Cá nhân của mình luôn ha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha?
Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1993, thì năm nay 30 tuổi. Em quê ở Gia Lai, hiện đang sinh sống tại An Phú, quận 2, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Em là Lê Đức Tuấn hả? Lê Quốc Tuấn. À, Lê Quốc Tuấn sinh năm 93. Rồi. Em là hiện tại đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh, thì em cũng vừa được thăng chức lên nhân viên cấp cao tại dự án hóa dầu miền Nam, hóa dầu Long Sơn của Thái Lan. Bên em là kinh doanh chuyên về mảng gì? Hiện tại thì bên em là chuyên về các sản phẩm nhựa, hạt nhựa nguyên sinh. Đây là một dạng sản phẩm từ hóa dầu, từ dầu mỏ. Bên cạnh công việc chính tại công ty thì em cũng có một vài dự án khởi nghiệp nhỏ nhỏ khác. Dự án khởi nghiệp là em làm một mình hay làm chung với ai? Em có làm chung dự án voi rừng, thì em làm chung với đồng bào ở quê em ở Gia Lai. Thì thực ra là trước khi bắt đầu công việc tại Long Sơn thì em đi khởi nghiệp với dự án này là chính. Tuy nhiên thì kinh tế nó xuống quá nên là không thấy mình có thể là cầm cự nổi cho tới năm sau, nên là em quay lại đi làm tiếp. Ngoài ra thì em cũng có dạy tiếng Anh, dạy tiếng Anh, dạy IELTS, cũng như là có dự án IT outsourcing cho khách hàng nước ngoài nữa. Coi như là công việc cũng khá là nhiều ha. Rồi, Dạ. em là chiều cao cân nặng của em là bao nhiêu? Em cao 1m7, nặng 65 kg. Rồi, bây giờ Tuấn nói một xíu về bản thân em đi, điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào ha? Điểm mạnh của em thì cũng được mọi người đánh giá là cũng cao ráo. Em cũng siêng tập là thể dục thể thao, đi gym, nên là sức khỏe cũng khá là tốt. Body cũng 6 múi. Học vấn thì cũng khá là ổn ạ. Hiện tại em tốt nghiệp thì đại học là kỹ sư hóa dầu và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại một trường Hoa Kỳ. Tiếng Anh thì IELTS 7 chấm. Rồi nãy giờ chị thấy những cái điểm khá là tốt của em rồi đó. Còn em có những cái điểm yếu hay tật xấu gì không? Điểm yếu thì em cũng là một cái điểm yếu là em hơi ôm đồm nhiều thứ. Trong công việc cũng khá là bận rộn, và được một số bạn gái đánh giá là hơi nhạt nhẽo, chưa được hài hước cho lắm. Và kinh nghiệm tình trường này cũng chưa có nhiều. Mặc dù là em biết đàn hát, cũng có một chút xíu đàn hát, nhưng mà mình có vẻ như nó cũng chưa chưa hấp dẫn cho lắm với các bạn gái. Rồi hát thử chị nghe một đoạn ngắn coi có hấp dẫn không? Chị muốn hát tiếng 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 Việt hay tiếng Anh ạ? Cái nào cũng được, nào mà mình tự tin nhất là được rồi. Vậy em xin hát tiếng Anh đi. Em xin hát bài At My Worst. Bài này có nghĩa là hiểu nôm na là hãy yêu tôi cho dù kể cả những điều tệ nhất của tôi. Em đã xin bắt đầu ạ. Nếu mà có đàn thì sẽ dễ hơn, nhưng mà đây không có đàn thì em hát chả hát chay. Can you be my friend? Can you be my lover until the very end? Can I show you love? I don't pretend. Stay by my side even when the world is caving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear to the worst. Rồi, ok được rồi. Hát cũng ok mà. Rồi, nhưng mà hồi nãy em nói cái chuyện tình trường của em á, thì trước đây là trải qua mấy mối tình rồi, quen bao lâu mà sao chia tay? Chuyện tình cảm của em thì trước đây em qua 3 mối tình, thì nó bắt đầu từ những năm cuối đại học.
khi mà em thấy là mình sắp hết đại học mà vẫn chưa có mối tình hết. Thì em bắt đầu đi tìm hiểu và mối tình đầu tiên thì kéo dài được hơn 1 tháng. Thật ra thì nó cũng là trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Nhưng mà không hợp nhau thì thôi, hai đứa chia tay. Tới mối tình thứ hai ấy, thì sau đó thì kéo dài được gần 5 năm. Nó bắt đầu từ thời sinh viên cho tới khi em bắt đầu đi khởi nghiệp. Tuy nhiên thì tại đi khởi nghiệp thì phát triển các sản phẩm đặc sản ở quê như là mật ong rừng hay trà dây rừng ở Tây Nguyên á, thì tại em đi nhiều quá đi nên là bạn gái giận rồi hờn dỗi rồi sau đó đòi chia tay, nên là cũng không níu kéo được thì thôi hai đứa chia tay. Sau đó thì trong quá trình khởi nghiệp thì em có quen một bạn cũng khá là xinh xắn dễ thương. Thì cuối năm ngoái thôi, cuối năm ngoái thì hai đứa bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên thì được hơn 2 tháng thì em để ý là bạn ấy không được chung tình cho lắm, nên là sau đó thì em quyết định chia tay và em ế từ đó tới nay luôn. Một may mắn là bữa trước lên lướt Facebook thì thấy quảng cáo của chương trình nên là em bấm liền luôn. Dạ, tại Vậy vì thì là bao lâu rồi em không quen ai? từ hồi Tết là tháng 2 tới giờ là 6 tháng, gần 7 tháng. Rồi, tại vì chị thấy em thứ nhất là ngoại hình cũng ổn, là công việc cũng tốt, chia sẻ cũng khá là chững chạc nè. Thì ở ngoài em không có tiếp xúc được với ai hay như thế nào, hoặc là trong công ty em á. Dạ, cũng nhiều lắm chị, nhưng mà người ta nói là không nên con thầy vợ bạn gái cơ quan á, nên là em gái xin công ty nhiều lắm, em không dám đụng tới. Trời ơi, vậy đó hả? Còn thực ra thì em cũng tính là sau khi ổn định công việc và chỗ ở thì sắp tới tháng sau là em cũng bắt đầu tìm hiểu và đi hẹn hò tiếp. Thì cũng may là đúng lúc chương trình gửi quảng cáo thì em bấm thôi, em nghĩ Rồi, biết đâu mình có ok. duyên. Dạ. Đúng rồi, biết đâu có duyên. Rồi bây giờ em nói về cái hình mẫu bạn gái em mong muốn đi. Hình mẫu em thì nó sẽ có nôm na là ưa nhìn, thông minh và hợp tính. Thì ưa nhìn thì có thể là mặt mũi ưa nhìn, ngoại hình dễ thương. Chiều cao thì từ 1m6 đến 1m7. Tuổi thì có thể là 92 cho tới 2K2 là thấy là hợp lý. Về trí tuệ hay là học vấn thì trình độ đại học, biết tiếng Anh, nếu mà có biết tiếng Trung thì càng tốt, tại em cũng đang học thêm tiếng Trung nữa, thì có gì bạn ấy dạy cho em thì lại càng hay. Rồi, còn yêu Em cầu đã gì dạy nữa tiếng không Anh cho em? bạn ấy. Công việc rồi thì cũng ổn ổn một chút, thu nhập thì từ 10 triệu trở lên là đẹp. Nhưng mà những Em yêu cầu thì này em có phải bắt buộc ở một người bạn gái không? Ví dụ hay là em quan không, trọng khi gặp mặt về cảm xúc, về tính cách của bạn gái? tức là cái này là kiểu lý tưởng đó chị, lý tưởng thôi. Em thì bây giờ thu nhập khoảng từ công việc chính và các dự án phụ thì khoảng từ từ 25 cho tới 30 triệu 1 tháng, nên là cũng mong là bạn gái thì cũng từ 10 triệu lên là đẹp rồi, thì thu nhập thì em sẽ là người gánh vác chính để hướng tới việc lập gia đình trong tương lai. Em cũng dự tính là kết hôn sớm. Rồi, ok. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình ha. Và biết đâu mình có duyên, biết đâu được là mình trùng với cái lịch ghi hình gần nhất của chương trình là ngày 31 tháng 8 này. Hiện tại là chương trình có rất là nhiều hồ sơ của các cô gái, nhưng mà sẽ chọn và sắp xếp một cô gái phù hợp nhất. Nếu mà cả hai bên cùng sắp xếp thì mình có thể là ghi hình cho cái đợt ngày 31 tháng 8 này nha. 31 tháng 8 luôn. Dạ, cũng 2 ngày à. Nói chung là cái duyên của mình á, phải quan trọng là phải có cái người phù hợp đã nha. Rồi chương trình sẽ sớm thông báo cho mình. Còn về hồ sơ thì rất là nhiều hồ sơ để chương trình họ phải chọn lọc lại nữa, chứ không phải là ai cũng ghép được với nhau nha. Em hiểu. dạ Rồi, ok, cảm ơn em. Có gì em đợi thông tin từ chương trình nha. dạ em cảm ơn chị ạ. Em có thể phát công việc quê quán cũng như là nơi ở hiện tại của mình đi ha. Dạ
Thì hiện tại em đang ở ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Mình Minh. Tên gì nè? Tên gì, bao nhiêu tuổi nè? Em tên Nguyễn Trường Hoàng, sinh năm 1986. Dạ. 1986. Tháng 11, 1986. Rồi, đang ở Bình Tân đúng không? Dạ, đang ở Bình Tân. Rồi, Hoàng làm công việc gì ở Bình Tân ha? Dạ, hồi trước thì em làm bên hành chính nhân sự văn phòng á. Nhưng mà bây giờ, dạ bây giờ thì em đang làm bên trợ lý cho sếp để mà vừa kiêm tài xế chở sếp luôn. Rồi, thu nhập mỗi tháng này cho hai công việc kiêm nhiệm này ok không mà? Dạ, cũng tầm tạm chị, khoảng 11 triệu. Thu nhập khoảng 11 triệu, còn gia đình mình là ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, ngay quận Bình Tân. Là sống ở đa, là Hoàng đang sống cùng gia đình đúng không? Dạ không, chỉ sống với mẹ thôi, ba mất rồi. Là có nhà riêng rồi, lấy vợ là về làm dâu đúng không? Dạ, mấy anh chị thì có một chị cả thì lấy chồng Pháp rồi. Còn hai ông anh thì có nhà riêng, ở xa hết rồi. Rồi, Hoàng có điểm mạnh điểm yếu gì Hoàng ha? Dạ, điểm mạnh của em là thanh niên nghiêm túc, chuẩn mực, không không hút thuốc, không bài bạc, tất cả đều không, kể cả cà phê cũng không luôn. Rồi, không cà phê thì uống cái gì? Dạ, uống dù lâu lâu uống nước ngọt hoặc uống nước lọc thôi. Trời ơi, đi nhậu rồi sao? Đi nhậu hả? Không, em hình như là không đi nhậu hả? Dạ, rất là nghiêm túc ạ. Rồi có điểm yếu gì nữa không? Điểm yếu thì là ngoại hình thôi. Em cao chỉ khoảng 1m53-54 gì đó. Cao 1m53. Dạ, có anh Trường Giang á. Dạ. Rồi, là hơi tự ti về ngoại hình đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Còn lại là đều là chuẩn mực, đều là điểm tốt của đàn ông hết. Dạ. Còn lại là đàn ông thanh niên nghiêm túc. Dạ, chuẩn mực không, đặc biệt là không gia trưởng nữa. Rồi, về tình trường của Hoàng thì sao? Bao nhiêu mối tình rồi Hoàng? Dạ thì cũng được ba mối tình là gọi là sâu đậm, còn những mối tình vài tháng thì em không tính. Ba mối tình sâu đậm thì kéo dài bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình lâu nhất là 4 năm. Vì sao chia tay? Dạ thì em không biết nữa, có thể là người ta lừa dối em. Cho nên là mỗi lần em muốn về quê để gặp gia đình người đó thì cứ diện cớ này, diện cớ kia. Rồi sau được hơn 1 năm thì người ta bỏ em lấy chồng khác. Dạ. Là mối nào cũng vậy hả? Dạ, mối nào cũng vậy, hầu như là toàn là bị đá, bị lừa dối, hay là bị bắt cá rồi em phát hiện được rồi em chủ động chia tay. Tại vì em thứ nhất là bản thân em rất chung thủy, cho nên em chọn một người chung thủy giống em. Nếu mà dù đã đang quen rồi thì không được quen người khác, vì khi là chia tay hẳn rồi mới muốn quen. Rồi bây giờ về mẫu người em mong muốn tìm kiếm là như thế nào Hoàng? Dạ, mẫu người của em thì đơn giản thôi, không quan trọng về sắc đẹp, cũng không quan trọng về hình thức ngoại hình, chỉ cần là không quá lười là được. Thí dụ đơn giản thôi, thí dụ ăn uống xong cái vứt đó, không thèm rửa chén, thì cái đó là ăn xong là phải dọn liền đúng không? Dạ. Rồi còn nấu nướng em nấu rất là tốt, cho nên em vấn đề đó em không quan tâm. Em nấu nướng em có thể nấu được đúng không? Dạ vâng. Về ngoại hình thì sao, rồi về ví dụ như bạn gái ví dụ như đã từng đổ vỡ hôn nhân thì em hoặc là mẹ có chấp nhận không? Mẹ em cũng chấp nhận, thậm chí có một người con thì cũng chấp nhận luôn, nhưng mà hai người thì chắc hơi khó thuyết phục mẹ. Dạ. Nói chung là một con thì ok đúng không? Dạ đúng rồi. Về tuổi tác của bạn gái thì em mong muốn sao? Nếu mà kiếm được cái người hợp với em khoảng 91, 94 thì rất là tốt. 91, 94, 90 hoặc là 99, đó là tuổi rất hợp với em. Thì rất bằng là tuổi em được không? Bằng tuổi em hả? Thì em cũng hơi ngại, tại vì nghe nói là gái tuổi cọp thì cũng dữ.
Dạ. Nhỏ nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được đúng không? Dạ, muốn vài tuổi cũng được. Ok. Rồi, Hoàng có tài lẻ gì không? Hát hò gì được không Hoàng? Dạ, tài lẻ thì em hồi xưa em có hát hát cho đám này nọ đó thì Có từng đi hát đám rồi, hát cho bọn chị nghe một đoạn thế nào? dạ chị thích nghe thể loại nào, thể loại này em cũng ra được đó. Rồi, em có thích thể loại nào thì em hát về lại đó đi. Dạ vậy thì em ca một bài anh cứ đi đi em cứ đi đi. Dạ tình yêu là thế, đôi khi lòng mình ngu nghe, đôi khi lòng người say mê, tin một người đến nỗi rơi lệ là thế. Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai chẳng cần trông mơ, khi cảm thấy dư thừa. Tình yêu là thế, đôi khi là mình ngu nghe, đôi khi lòng người say mê, tìm một người đến nỗi rơi lệ là thế. Khi con ta chẳng cần biết nữa, khi yêu ai mặc dù trong mơ, cũng là lần cuối nghĩ suy, thì em hãy cứ xa đi và đừng ngắm nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương đêm nào chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì em cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi, về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Mình buồn vì tia mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu, từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đang dâng khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui, anh muốn thấy em cười, về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Anh cứ đi đi. Khúc của em hơi quen. Dạ hết ạ. Rồi, ok, cảm ơn Hoàng nha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nếu có gì là chương trình sẽ liên hệ với em. Nếu như mà có người phù hợp, với lịch ghi hình phù hợp ha. Thì cái Dạ. lịch ghi hình gần nhất của mình á, nó sẽ là đang là ngày 31 tháng 8. Thì hồ sơ bên chị các bạn nữ cũng khá là nhiều. Nên là nếu có người phù hợp thì nếu như các bạn nếu có check lịch thì em sắp xếp được cái lịch ghi hình thì em báo lại cho các bạn ha. Dạ vâng ạ. Ok, cảm ơn Hoàng nhiều ha. Tên tuổi quê quán và công việc của mình đi. À, em Lê Thành Hồng Sơn, 25 tuổi, công việc bán hàng với làm đoàn. Làm công tác đoàn á hả? Rồi quê em ở đâu và em đang làm ở đâu? Quê em ở Long An. Là hiện tại đang làm dưới Long An luôn. Dạ. Rồi, thấy đang chạy xe ngoài đường là đang đi đâu á? Dạ tại đi chơi cho cờ tới lễ nè, lễ À, treo cờ lễ, có mình em đi hả hay anh đi với ai? dạ anh đi với ship Rồi, vậy Sơn trước giờ đã từng có bạn gái chưa? chưa Là chưa từng yêu ai luôn hả? à. Lý do làm sao vậy? Tại xấu quá. Là không tự tư tự tin về bản thân mình hay sao? Dạ Là hồi giờ biết cảm giác nắm tay hay hôn bạn gái chưa? Em là em cao mét nhiêu? À, em 1m70 chị, Nặng nhiêu ký chị thấy hơi ốm. 50 kg chị. Rồi. Trời đang chạy xe không hả? Chóng mặt quá. À, tại đi làm treo cò nè chị. Rồi được rồi, em nói về cái hình mẫu của bạn gái em mong muốn đi. À, bình thường à chị. Ý là tuổi tác vùng miền của bạn gái ở đâu được á. À, mình nào cũng được có chị. Rồi,
Nếu mà em được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em nha, tại vì trong cái hoàn cảnh này thì chị cũng không thể nào mà hỏi thêm được em á, cho nên là có gì nếu mà được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em ha. Dạ. Ừ, rồi cảm ơn em nha, em có thể khóa cuộc gọi để làm tiếp công việc của mình được.